Thứ nhất, 10 đô la này là 10 đô la không bắt buộc. 10 đô la này là cái vé để các anh chị xác nhận các anh chị lên tàu ở thời điểm mà chưa có thông tin gì nha. Các anh chị luôn luôn có sự lựa chọn. Một là các anh chị có 240.000 hay là 10 đô la. Đây là chi phí cơ hội. Các anh chị vào cuộc ngay với Magic Chain, vào cuộc ngay với những người đồng đội của mình. Các anh chị tìm hiểu nó thì càng có thời gian để các anh chị giải toán. Hai, nếu các anh chị còn bất kỳ một băn khoăn nào đó thì vui lòng để thông tin nó được rộng rãi, được rõ ràng hơn. Các anh chị có link rồi, đúng không nào? Lúc đấy chúng ta phát triển với Magic Chain sau, không sao cả. Được không nào? Thế nên chi phí cơ hội nó là xác nhận. Và đừng anh chị em nào ép buộc hay bắt buộc ai là phải bỏ ra 10 đô để mua vé lên tàu. Khi người ta đủ địa chỉ phí, có thể trước ngày mùng 5 tháng 3, người ta sẽ stop, tức là sẽ đóng cửa tàu lại. Sẽ không còn bất kỳ một vị trí nào lúc đấy có bỏ ra 50 đô để lên được tàu thì cũng không có. Anh chị nha. Nên cái này là mọi người hãy nghĩ đơn giản đi ạ. Đây là tùy thôi, đừng đừng ai ép ai phải bỏ ra 10 đô anh chị nhé. Thời điểm sắp tới mà anh chị em nào mà bắt đầu biết đến Matrix mà có link ấy, thì rõ ràng là chúng ta cần phải pay đi 15 đô. Sau đó chúng ta bắt đầu đi phát triển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 người, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta chi ra rồi chúng ta bắt đầu mới có nguồn thu. Nhưng mà những anh chị em chúng ta đang có một lợi thế rất lớn là vào cái ngày kích hoạt là chúng ta chi 17 đô la thôi. Nhưng bởi vì chúng ta đã có sẵn một cái hệ thống rồi. Vì thế ngày kích hoạt của chúng ta, ngày chúng ta chi thì cũng là ngày mà chúng ta thu.